Thoan ơi, Thoan ơi, Thoan, Thoan ơi. Ủa, sao nhà cửa vắng que gì nè? Thoan ơi, con có ở nhà không Thoan? Dạ con đang làm công chuyện chút xíu à. Thầy à, thầy, con khỏe không? Ba, ba lên thăm con nè. Ba khỏe không ba? Ba ở Sóc Trăng lên chơi hả ba? Tao có công chuyện chứ mới lên đây chứ đâu có rảnh rang mà đi chơi. Dạ ba, ba lên đây có chuyện gì không ba? Chú Năm đây đó à. Ở trên này về nói nè, tao mới tức tốc tao lên liền đây nè. Ây da, cái thằng chú Năm thèo lẻo quá đó chứ. Nó đi Sóc Trăng nó nói tầm bậy tầm bạ cho ba buồn không à? Nó nói cái gì vậy ba? Thì chú Năm đây đó à. Về dưới nói rằng con Lem ngày nay nó quá lòng hành, chẳng kể gì đến chữ hiếu thần, cũng chẳng nghĩ chi đến đạo nghĩa vợ chồng. Dẫu chẳng ra chi, tao cũng là cha mẹ mà, tao nuôi dạy dỗ cho nó nên người. Khi lớn lên tao dựng vợ gả chồng, tao tuy quê nghèo nhưng thằng thiếu trước không sao. Đã ngó biết mà. Nhà của tao là ông đồ ông mạnh mà, chỉ biết dạy con theo đạo đức làm đầu. Con gái thì phải giữ cho tứ đức tam tùng, dạ. Trai thì giữ rành ngũ thường tam can. Có lẽ từ khi lên Sài Gòn sanh sống, sự lợi danh cám dỗ lòng người, dập dìu vật chất xa hoa, nên con Lem nó mới khinh phụ mẫu chi tình. Thầy, con biết chú Năm thèo léo gì cho ba giận à? Chứ còn vợ của ngọ lo thiêu nhớ ba hoài, hỏi con Lan coi, lo dắt ba mỗi ngày à? Lo sợ ba ỉa một mình à, bệnh hoạn không ai lo cơm nước à? Không lẽ chú Năm bê đặt điều kiếm chuyện, vu khống cho các con những điều tác tệ à? Nếu vậy thì đầu đuôi bay phải nói, duyên cớ nào con Lem nó nỡ đi bán tao? Tao chưa ép gả nó để lấy tiền, và từng tuổi này rồi tao chưa ăn bám nó đâu. Hỏi thử chúng bay tao đây có tội tình gì mà ngày giờ này con tao lại nỡ bán tao? Ây da, cái chú Năm này thèo lẻo qua đi chứ. Cái Ly Sóc Trăng nó nói tầm bậy tầm bạ không à? Chú Năm bay đó quả quyết là con Lem nó bán ba đó. Ờ à, đúng rồi, nó Ly bán ba rồi chứ. Đó, mày cũng xác nhận như vậy. Con vợ họ nó Ly bán ba thiệt rồi. Vậy hồi nãy giờ tại sao con nói chú Năm con nói bậy? Trời đất ơi, không lấy bậy làm sao được. Con vợ ngọ lo lì bán bà, chú Năm thèo lẻo lối dân lo lì bán bà rồi, làm sao ngọ không cãi cho con vợ ngọ được chứ? Cái thằng này bữa nay nó nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết trơn á trời à. Ây da, trời ơi, làm sao mà con vợ ngọ nó dám bán bà được? Bà, bà là cái thằng cha lĩa già đó đúng không? À, đúng rồi. Làm sao nó bán bị, nó bán lì ông trời đánh nó chết cha nó làm sao? Làm sao nó dám bán lì chứ? Nó nói cho lì nghe. Tới đây. Con về ngọ nó lì bán xà lách ba rồi. Bán xà lách ba. Từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ tao ở dưới Sóc Trăng á, tao làm ruộng. Có trồng xà lách bao giờ đâu mà nó bán xà lách. Ây da, trời ơi, cái gì mà bán xà lách chứ? Ngồi lôi liệm có chịu hiểu mà. Ngồi lôi tiếng Việt Nam liệm có chịu hiểu à? Lan ơi, Lan yeah. ơi Lan. Dạ lại đi, lại đi. Lì nói chuyện với ông ngoại lì. Ông ngoại mới lên hả ông ngoại? Ông ngoại mới lên. Dạ. Lan. Dạ. Lì cất nghĩa cho ông ngoại lì nó biết lì. Gì bà? Ngồi nói má lì đi bán xà lách bà. Nó không chịu. Nó nói má lì đi bán bà rồi. Nó cãi lộn với ngộ hoài à, khó ba, chịu quá. Ông ngoại, ba con muốn nói là má, má con đi làm chiêu đại viên bán rượu đó ông ngoại. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ba, bán rượu á, bán rượu.
ngoại. Như vậy là ông ngoại đã hiểu rồi. Dạ. Sao nữa? Ai vậy? Ai vậy bác? 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 Đứa nào? Trời ơi. Cái gì anh Tỉnh? Anh Tỉnh có chuyện gì vậy? Có gì đó chú? Hả? Cái gì? Mày muốn gì? Nước, nước, nước. Nước, trời ơi, nó khát nước. Nó khát nước. Nè, uống ly ông nội uống ly. Cái gì vậy? Sao lại? Trời ơi. Sao ông đưa rượu? Thì cái này lũ dụ bắp chân ngọt. Nhưng bắp mà ngon, chân. Nhưng mà ngon. Bắp chân cũng ngon. Thằng này trời khó chịu quá. Nói nó không chịu nghe. Con Lém sao vậy chú? Nói cho nghe có chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Có chuyện gì? Có không kịp rồi. Sao? Cái gì mày múa hoài vậy? Hả? Trời ơi, nó giọng dẻo, nó múa ông nội mà không cái. Mày lối ly, tao không có hiểu. Chú, con Lém nó làm sao? Chị Lém đó. Lém làm sao? Nó như thế nào? Nó con Lém làm sao? Ông ơi, hả? Con Trang hết lỗi rồi. Hết lỗi làm sao? Vậy? Con thấy tận mắt. Rõ ràng. Con thấy rõ ràng. Rõ ràng. Tôi thấy vợ hìa cặp tay đi với một ông đàng hoàng. Hả? Chỉ thấy mặc áo đầm uốn tóc áo hở cổ nè, như kiểu hippie. Hai người âu yếm như tây, ngủ theo sát nút, về cho hia hay liền à. Ây được rồi, chú đưa tôi đi gặp nó liền bây giờ. Bà từ từ à bà. Bà ý à, lĩa cho ngọ đi à. Không, tao là cha của nó hư để tao đi, tao kiếm nó, tao dạy nó. Bà ơi, con nói cho bà nghe là con vợ lì ngã cho ngọ rồi, đi lễ cho ngọ ly chứ, đi. Nhưng mà tao đi. Dạ! Bây giờ ai đi? Tao đi. Bây giờ vợ với con ai đi? Lẹ lên kể thôi. Đi hết, đi chung, 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 đ